Chào mừng anh em đến với Tuôn Mắc, mình là Khánh. Trong cái video này mình sẽ chia sẻ với các bạn cái lỗi rò khí, một cái lỗi khá là phổ biến đối với lại động cơ hai kỳ. Thì như các bạn đã biết trong cái video mình đã chia sẻ được trước ấy, thì cái động cơ hai kỳ ấy là bắt buộc là phải kín. Nếu mà không kín ấy, thì nó sẽ gây ra một số lỗi. Máy hoạt động không ổn định. Cũng có thể là nếu như mà cái lỗi rò ít ấy, thì là mình sẽ là chỉnh cái chế của nó ấy, thì là sẽ dùng được. Nhưng mà cơ bản nếu như thế thì để lâu nó sẽ gây hại cho máy. Thì để kiểm tra ấy, là mình dùng bằng cái bơm. Sau khi kiểm tra thì mình đã phát hiện ra cái thằng phớt ở cái đầu trục cơ ấy, là nó đã bị hở khí. Và mình tháo ra để mình thay thế. Đây rồi, và mình đã thay thế xong. Sau khi thay thế xong rồi ấy, thì mình cắm cái máy vào để mình kiểm tra tiếp xem là có điểm rò khí nào nữa không. Thì bây giờ là mình đang cắm vào, bây giờ mình đã thử áp suất dương. Sau khi mà cắm máy vào rồi ấy, thì mình phát hiện ra là cái kim ấy, là nó có hiện tượng đi xuống một tí. Và đây rồi, mình đã thấy cái điểm rò khí tiếp theo là ở đuôi cái phíp. Sau khi tìm thấy điểm rò khí này rồi thì mình sẽ thay thế và tiếp tục kiểm tra một số điểm nữa. Vậy đó, thật là dễ phải không các bạn? Chỉ cần biết cái nguyên lý hoạt động và chúng ta có thể là sửa chữa tất cả các loại động cơ máy hai kỳ, cụ thể ở đây là máy cưa, máy cắt cỏ, được ngon như lúc mới mua luôn. Và nếu các bạn thấy những cái video Khánh làm hay, hữu ích ấy, thì là hãy đăng ký kênh của Khánh nhé. Và cho Khánh xin một like, một chia sẻ để cho mọi người cùng biết đến nhiều hơn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.